Xin kính chào thầy Khúc Anh và cả lớp. Tôi Thủy Nguyễn xin phép được trả bài tập ngày thứ 23 trong chuỗi 90 ngày chuyển hóa giọng nói kim cương. Và hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2021. Tôi xin phép được trả bài tập số 3, bài Hồ Chí Minh. Xin kính mời thầy và cả lớp cùng lắng nghe. Hồ Chí Minh, người lính già đã quyết chiến hy sinh cho Việt Nam độc lập, cho thế giới hòa bình. Người đã sống 50 năm vũ bão vì nhân loại, người quyết dâng xương máu vì Giang Sơn, người quyết dứt gia đình. Hồ Chí Minh, người đã quyết mặc phong ba giá tuyết, mặc gươm súng xiềng gông, làm quân cảm tử đi tiên phong, đánh trăm trận, thề trăm phen quyết thắng, bao thất bại, dẫu sát lòng cay đắng, hồn vẫn tươi vui, thơm ngát tình đời. Bước trường chinh, dầu mỏi gối, khan hơi, tim gang thép, vẫn bừng bừng lửa chiến. Cờ đã phất, phải dương cao quyết tiến, người xông lên và cả đoàn quân thừa huyết khí thanh niên, dập bước tiến bên người cha anh dũng. Tiếng người thét mau lên gươm lắp súng, và cả đoàn quân đã bao nhiêu năm tháng trải phong trần, mắt sáng quắc tay xanh lè mã tấu, vụt ảo lên quyết hy sinh chiến đấu, diệt cường quyền, ôi sức mạnh vô biên. Hồ Chí Minh, hỡi ngọn đuốc thiêng liêng, trên đầu ta ngọn cờ dân tộc, trăm thế kỷ trong tên người ái quốc, bạn muôn đời của thế giới đau thương. Chúng tôi đây, lớp con cháu trên đường, gươm tuốt vỏ, súng cầm tay, xốc tới ngọn cờ đỏ, sao vàng bay phấp phới, nước non hồng vang dội tiếng quân ca. Hồ Chí Minh, người trẻ mãi không già. Em xin hết ạ. Em xin cảm ơn thầy và cả lớp đã lắng nghe.